Xin chào các bác nhé. Hôm nay tiện có anh khách ở Hà Nội lấy hai cái cặp đèn beam cái dòng 5 triệu rưỡi một cặp, hàng bãi đến 2022 ấy. Và anh ấy lấy một cái cặp mành có viền led thế nữa. Thì hôm trước em bận quá thì em chưa quay được 4 con một lúc, em chỉ quay được 2 con một lúc thôi. Thì hôm nay chọn xong cho anh ấy hai cặp là 4 cái, thì em quay video đây để nhìn cho nó đẹp đẹp một chút cho anh em xem và tham khảo. Đây là những cái con beam 2022, đế 2022, hàng còn siêu lướt anh em nhé. Em bán với giá là 5 triệu 500 nghìn một cặp. Và khi mà các bác mà không mua thùng đôi hoặc thùng đơn ấy, thùng đơn mới tinh em đều có nhé. Thì nếu mà 5 triệu 500 nghìn một cặp thì em sẽ gửi kèm với những cái thùng xốp chuyên dụng nó các bạn. Những cái thùng xốp chuyên dụng này, những cái thùng xốp này ở bên kia là em cũng phải mua với giá là 100.000 một cái thùng này để vận chuyển đi cho đảm bảo nhé. Đây, thùng xốp này là em mua mới 100%, nên là nó mới có những cái thùng xốp mà chuyên dụng dành cho những cái mã 230 này. Đấy, vận chuyển đi rất là chắc chắn, đảm bảo. Đấy, còn các bác nào mà mua cái tủ đựng thì em sẽ bán với cái giá hỗ trợ nhất có thể. Tủ mới này với cái giá là 750.000 một cái. Đấy, còn tủ đôi thì là 1.500.000 một cái. Tủ rất là đẹp, chắc chắn. Và tủ này là tủ nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Trung Quốc về. Khi vận chuyển đèn về em cho vào cái tủ này em vận chuyển về luôn. Vì vậy nên là cước vận chuyển nó sẽ giảm bớt đi. Vì vậy nên mới bán được cho các bác với cái giá là 750.000 một cái tủ mới nhé. Coi như cái tủ này là em không tính một tí lãi của em, lãi suất vào đây. Và em chỉ bán với cái giá hỗ trợ và cái giá nhập thẳng từ bên Trung Quốc ấy. Còn khi mà các bác cứ đi hỏi tham khảo tất cả các chỗ, những cái tủ đơn của BM 230 mới này, giá rẻ nhất thì cũng phải là 1 triệu một cái, 1 triệu cho đến 1.200.000 một cái tủ mới các bác nhé. Đấy, còn của em mới tinh này em để cho các bác với cái giá 750.000 bằng cái giá của các bác đi mua tủ bãi luôn. Nhưng mà em không bán rời tủ nhé, và em chỉ bán kèm với đèn thôi. Anh em nào mà mua đèn có nhu cầu mua tủ thì em mới bán cái giá đấy nhé. Còn nếu mà mua lẻ tủ không thì cứ giá em 1 triệu em không bán. Đấy, các bác nhìn này, cái dòng led mành này nó cải tiến lên, nó là đời cao nhất ở bên Trung Quốc, hiện tại người ta đang dùng. Bên Việt Nam chưa có mẫu này đâu các bạn. Nó sẽ có thêm những cái led ở Việt này nữa này, nhìn rất là đẹp. Đây là em đang cho cái mành thì nó chạy tự động các bạn. Đấy, tại vì bác khách này về bác cũng chạy tự động rồi. Đấy, em cắm tự động thử cho các bác xem. Đấy, có một chút khói vào nhìn rất là lung linh này. Tí nữa em sẽ quay cái nội thất của cái bọn beam 230 đế 2022 này, nó gần như là mới luôn. Đấy, khi mà các bác khi mua đèn ấy mà chưa có tủ, những bác nào chưa có tủ thì nên mua tủ, nên mua những cái tủ đựng này. Chỉ có khi mà mua đèn và mua tủ như em thì mới có giá đấy nhá. Và các bác về các bác đi làm để lên nó cũng tiện, mà các bác không đi làm các bác cho vào trong nó cũng đảm bảo không bị bụi bặm gì nó vào đèn. Đấy, khách của em thì 90% là mua cả những cái tủ này. Chỉ có những bác mà các bác đã có tủ rồi ấy, thì bác mới lấy qua những cái thùng giấy thôi. Bây giờ em sẽ quay chói quá. Cái nội thất thì hôm nội em cũng quay rồi, hôm nay tiện đây thì em quay lại cho các bác xem. Đây, vỏ đây. Các bác nhìn này. Nó không, nói chung là nó không khác gì hàng mới cả. Tại vì người ta mới sử dụng ít thôi. 30 tháng 5 năm 22. Và đây là cái nội thất của nó các bác này. Tất cả những cái linh kiện này nó còn trắng tinh, chưa bị tí dầu khói nào bám vào, chưa bị bụi bặm bám vào. Và chưa ngả sang màu vàng các bác nhé. Đây vẫn còn trắng tinh này. Đấy, rất là đẹp. Tại vì em tháo ở cùng một chỗ ra, cùng một nhà hàng ra. Vì vậy nên là con nào nó cũng đẹp đều như nhau hết các bác nhé. Người ta mới sử dụng được có vài tháng luôn. Tủ rất đẹp. Đấy, các bác ấy chơi cấu hình như này hơn 20 triệu tí là đã có thể đi làm chạy sâu kiếm tiền ok rồi. Tất cả hàng em bán ra bảo hành cho các bác 3 tháng và hỗ trợ linh kiện chọn đời sản phẩm các bác nhé. Đấy, bên Trung Quốc thì những cái phụ kiện đèn này người ta bán không thiếu một cái gì. Chỉ trừ khi các bác mua những cái đời nó đét nó sâu quá, gọi là hàng hết đét rồi đấy. Chứ còn những cái từ 5, 19, 20 trở lên thì linh kiện sẵn luôn. Đấy, và giá với em là 5 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Tủ đơn là 750.000 một cái, tủ đôi thì là 1.500.000 một cái các bác nhé.
Và các bác mua hàng thì vui lòng cọc giúp em 1 triệu. Và giá em báo là giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, khi mà mua những cái hàng bãi mà đẹp như này, lướt như này thì các bác tiết kiệm được 50% chi phí so với mua mới nhé. Đấy, nhưng mà chơi hàng bãi thì các bác cũng nên lưu ý tránh tiền mất tật mang nhé, tìm những cái chỗ cơ sở uy tín mà mua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.